Em gọi bé này đầu tiên, sau quá trình tập khoảng gần một tháng á, thì tự nhiên có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị. Thì tới lúc đó là mới biết, bắt đầu là đánh xoáy vô. Ví dụ như mình tập xong, như tập nửa tiếng xong, nửa tiếng còn lại là bắt đầu cua. Nghĩ ra nhiều thứ để cua lắm. Ví dụ như là nè, bây giờ anh làm thầy bói, anh bói cho em luôn nè. Tương lai của em á, em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ. Ca sĩ đó, lần hẹn hò đầu tiên đó mà hai đứa đi chơi chung với nhau đó. Em có ấn tượng gì về chàng trai chuyên hát nhạc cánh đồng nào? Anh là lần hẹn hò đầu tiên là em bị leo cây. Cũng cái tật đó nữa. Dạ, hẹn em đi ăn ở quán đồ nướng. Thì sau giờ làm em mới tới quán đồ nướng đứng chờ sẵn luôn. Em gọi điện em hỏi là anh tới đâu rồi. Hôm nay anh bận việc anh không có tới được. Ông nói tỉnh bơ vậy luôn à? Ông nói tỉnh bơ luôn anh. Sau đó lần thứ hai nữa. Leo cũng nữa hả? Lần thứ hai là tới trễ sinh nhật em. Leo đờ mi. Trễ mấy tiếng? Dạ trễ 2 tiếng rưỡi. Trời ơi có 2 tiếng rưỡi à Bin. Không tổ chức sinh nhật với bạn bè luôn. Em ngồi em đợi ổng. Ông hẹn 8 giờ 10 giờ rưỡi tới. Gọi điện cho em kêu là anh tới rồi nhưng mà em không có ra tại vì giờ đó em ngủ rồi chứ. Anh mới nói là bây giờ anh mới diễn xong hay là ra xong rồi đi chơi, nhưng mà giờ đó em ngủ rồi, em đã tắm rửa lên giường hết trơn rồi. Em không đi chơi nữa, vậy là anh về. Tụi em yêu nhau mấy năm? Tụi em yêu nhau gần 3 năm, sóng gió mà trong 3 năm đó nhiều lắm. Thứ nhất là gia đình, ai cũng nghĩ là giới nghệ sĩ là đào hoa. Thứ hai nó là công việc nó sẽ không có ổn định, cho nên là mấy anh chị đồ khuyên lắm, khuyên bé thôi quen này không có tương lai đâu em ơi, bây giờ hết người này khuyên tới người kia khuyên, bé nó cũng nhiều lần cũng đòi chia tay rồi, cũng hoang mang đúng không? Hoang mang, em cũng hứa nhiều lắm chứ, nói chung là cũng viện bé cũng đi làm một vài công việc nhưng mà kiểu cũng không hợp, cũng quay về với nghề hát à. Nhưng mà em cũng đảm bảo là cái nghề hát sẽ mang lại cái thu nhập ổn định. Tới trước đám cưới mà còn xém bị hủy nữa mà. Do tác động của nhiều phía. Nhưng mà cái đó là từ phía khác. Dạ. Nhưng mà có khi nào chia tay vì em, bản thân em cảm thấy rằng là mình bị thiếu tự tin? Thì đợt đó là 30 tháng 4 mỗi năm em nhắn tin thôi, thì quen nhau cũng hơn năm thì anh cũng sợ em khổ quá, hai đứa mình làm bạn là được rồi. Em có đồng ý không? Dạ không, em có một cái niềm tin rất là lớn ở chồng em, vì em nhìn thấy được là chồng em là một người rất là có tài và rất là... Xin chào hai em. Chào hai anh chị, chào tất cả các bạn xem đài. Em là Nguyễn Huỳnh, em năm nay 30 tuổi và nghề nghiệp của em là ca sĩ tự do. Em thường là mình hát dòng nhạc nào? Thường là thính phòng với lại ballad. Chữ tình vừa thính phòng là dữ lắm đó nghe. Dạ, nhưng mà bị cái là em không hát được bolero. Mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Trương Thị Ý Nhi, hiện tại em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch và em đến từ Thừa Thiên Huế. Oh, mà sao nói giọng miền Nam hay vậy? Nhưng mà vẫn còn nhớ giọng quê mình không? Dạ, em về quê thì em nói giọng Huế, nhưng mà ở đây thì em lại nói giọng ở miền Nam để... Phải quen rồi đúng không? Dạ, mà em sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ, ở Huế. Ở Huế đúng không? Dạ. Em là em có em bé chưa? Dạ, hiện tại em vừa sinh em bé được 3 tháng. Đây là con cua mới lột. Đó. Đó, cho nên nhìn rất là trắng, nõn nà. Lần đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu nè? Thời xưa là bé này là học trò của bạn em. Thì tới một cái lúc rồi đó là hai đứa vô tình là chạm mặt nhau trong một show nhỏ của quận á. Em mới được add vào group. Thì em thấy bé này nói chuyện kiểu mà cũng đi hát giống mình mà sao mà nói chuyện mà cứ e thẹn á. Là đó giờ em mới gặp lần đầu luôn á. Cái em mới vô Facebook em xem kiểu mà giản dị á. Từ đó giờ em quen toàn là mắt tím môi hồng đồ lộng lẫy rồi không à, làn gió mới đó chị. Kiểu vậy. Nhắn tin làm quen rồi bạn cũng đâu có chịu đâu có trả lời đâu. Không thèm trả lời mình luôn. Em nói chuyện mình vậy. Rồi. Lúc gặp lại thì em mới nhận ra là 2 năm trước đã từng đi chung một show rồi. Là có duyên đó. Dạ, nhưng mà lúc đó ảnh tới trễ chị, cho nên em thì em lại rất là ghét ai không có đúng giờ. Sau khi ảnh nhắn tin làm quen em á thì em mới nhớ lại là cái đã từng gặp người này rồi. Bây giờ mới có duyên để gặp lại. Dạ, là và em không thèm trả lời luôn. Dạ, em không thèm trả lời. Không thèm trả lời. Dạ, vô tình trên trang Facebook của em á mới hiện lên cái clip anh này hát live, thì em nghe rất là hay. Thì em với bình luận em nói là chừng nào anh đi hát ở chương trình nào á thì anh cho em một vé đi xem nha. Ảnh mới vô nhắn tin lại thì em mới trả lời.
Quỳnh, em hát lại thử chút xíu cái bài mashup mà tạo ấn tượng của vợ em bây giờ đi Quỳnh. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã cho lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gánh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Nhìn vào sâu đôi mắt, em có biết trong anh muốn nói điều gì? Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã bằng ánh mắt đôi môi cứ chỉ mỉm cười, rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Hay quá. Cái này là cái kiểu gì nè? Trời ơi. Bây giờ nếu mà bạn coi qua màn hình đúng không? Bạn nhìn vô ánh mắt của bạn này thì lúc nào mình cũng nghĩ là bạn ấy đang nhìn mình không à? Yeah. Bởi cho nên là không phải mình em đổ ở cái bài massage này đâu, mà bất kỳ ai mà khi nghe cái bài này cũng tưởng là bạn này dành riêng cho mình hết. Yeah. Đúng không? Yeah. Và em nghe cái lời lẽ của nó đốt cháy con tim của chúng ta. Yeah. Em muốn rụng tim. Ừ, rụng tim. Không, anh nhìn vào đôi mắt của em lúc khi mà em nghe anh hát hồi nãy, anh cũng thấy là có chút gì đó nó rất là lung linh. Hồi tưởng lại nó vẫn như phút ban đầu. Như phút ban đầu đó rồi Về sau cái đó thì bao nhiêu lâu tụi em chính thức gặp nhau ngoài đời? Trước cái show đó là tụi em phải đi tập trước. Bữa đó hẹn nhau tập ở nhà thiếu nhi. Vừa ngồi xuống thì anh nhìn qua, anh hỏi em uống gì không. Em nói em không uống gì hết. Sau anh câu thứ hai anh hỏi là người yêu anh nha. Trời ơi, rồi. Sao anh như vậy? Em cũng bất ngờ nữa vì em thấy rất là nhanh. À, trước đó có một lần nữa là gặp nhau ở phòng thu nữa. Là lúc đó anh bước vô là chỉ có nhìn nhau chứ chưa được nói chuyện gì hết. Thì lần thứ hai là anh hỏi là người yêu anh nha. Cái câu đó là cái câu tỏ tình thật lòng hay là bông đùa? Thật luôn anh, thiệt. Cái kiểu mà anh hiểu cái cảm giác mà tiếng sét khi mà đúng gặp rồi, chúng người á. Lập chúng người cái em thì cũng thuộc dạng là đào hoa đó. Nhưng mà anh nói thiệt, lúc đó là em đã quen bao nhiêu cô trước đó rồi? Cần nói không em? Ký đơn hơn. Duyệt mới nói nha. Ừ, nói đi cũng em. Nhiều đó anh. Cũng nhiều đó. Ừ, nhiều lắm, thiệt. Bây giờ cho phép nói là nói luôn. Nhiều lắm. Em không có được đẹp trai như người ta, không phải sáu múi, mà cũng không có giàu có gì đó. Nhưng mà được cái lưỡi không xương á anh. Là cua là chúng à. Cho nên em không bao giờ sợ. Em đâu cần nói gì, em hát em dòm thẳng vô trong mặt người ta, em hát thôi là người ta rụng nụ hết rồi. Bây giờ người ta đi coi hát không chứ ai đi nghe hát đâu chị. Giờ ta coi hát không phải coi đó. Em mặt đối mặt nè, đối diện là em cứ nhìn xoáy vô người ta, em hát một cái là thôi xong hàng. Con mắt đa tình đó chị. Đó. Khi mà em nhận được cái câu hỏi là bạn gái anh nghe. Dạ. Lúc đó em nghĩ như thế nào về người đàn ông này? Lúc đó em trả lời là không. Thì một thời gian sau cũng qua lại đi show chung, rồi nhắn tin điện thoại các kiểu. Lúc đó quen từ khi nào cũng không quen được. Là có một cái show mà em làm đạo diễn, em gọi bên này đầu tiên. Sau quá trình tập khoảng gần một tháng á, thì tự nhiên có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị. Thì tới lúc đó là em bắt đầu là đánh xoáy vô. Ví dụ như mình tập xong nhau, tập nửa tiếng xong, nửa tiếng còn lại là bắt đầu cua. Nghĩ ra nhiều thứ để cua lắm. Ví dụ như là nè, bây giờ anh làm thầy bói, anh bói cho em luôn nè. Tương lai của em á, em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ. Ca sĩ đó. Lần hẹn hò đầu tiên đó mà hai đứa đi chơi chung với nhau đó. Em có ấn tượng gì về chàng trai chuyên hát nhạc cánh đồng này không? Anh là lần hẹn hò đầu tiên là em bị leo cây. Cũng có tật đó nữa. Dạ, hẹn em đi ăn ở quán đồ nướng. Thì sau giờ làm em mới tới quán đồ nướng đứng chờ sẵn luôn. Em gọi điện em hỏi là anh tới đâu rồi. Hôm nay anh bận việc anh không có tới được. Ông nói tỉnh bơ vậy luôn hả? Ông nói tỉnh bơ luôn anh. Sau đó lần thứ hai nữa. Leo cũng nữa hả? Lần thứ hai là tới trễ sinh nhật em. Leo đờ mi. Trễ mấy tiếng? Dạ trễ 2 tiếng rưỡi. Trời ơi có 2 tiếng rưỡi à Bin. Không tổ chức sinh nhật với bạn bè luôn, em ngồi em đợi ổng. Rồi hẹn 8 giờ, 10 giờ rưỡi tới gọi điện cho em. Kêu là anh tới rồi nhưng mà em không có ra tại vì giờ đó em ngủ rồi chứ. Anh mới nói là bây giờ anh mới diễn xong hay là ra rồi xong rồi đi chơi, nhưng mà giờ đó em ngủ rồi, em đã tắm rửa lên giường hết trơn rồi. Em không đi chơi nữa, vậy là anh về. Tụi em yêu nhau mấy năm? Tụi em yêu nhau gần 3 năm, sóng gió mà trong 3 năm đó nhiều lắm.
thứ nhất là gia đình, ai cũng nghĩ là giới nghệ sĩ là đào hoa. Thứ hai nó là công việc nó sẽ không có ổn định, cho nên là mấy anh chị đồ khuyên lắm, khuyên bé thôi quen này không có tương lai đâu em ơi, bây giờ hết người này khuyên tới người kia khuyên, bé nó cũng nhiều lần cũng đòi chia tay rồi, cũng hoang mang đúng không? Hoang mang, em cũng hứa nhiều lắm chứ, nói chung là cũng viện bé cũng đi làm một vài công việc nhưng mà kiểu cũng không hợp, cũng quay về với nghề hát à. Nhưng mà em cũng đảm bảo là cái nghề hát sẽ mang lại cái thu nhập ổn định. Tới trước đám cưới mà còn xém bị hủy nữa mà. Do tác động của nhiều phía. Nhưng mà cái đó là từ phía khác. Nhưng mà có khi nào chia tay vì em, bản thân em cảm thấy rằng là mình bị thiếu tự tin? Thì đợt đó là 30 tháng 4 mỗi năm em nhắn tin thôi, thì quen nhau cũng hơn năm, thì anh cũng sợ em khổ quá, hai đứa mình làm bạn là được rồi. Em có đồng ý không? Dạ không, em có một cái niềm tin rất là lớn ở chồng em, vì em nhìn thấy được là chồng em là một người rất là có tài và rất là có đam mê với nghề hát. Chia tay được mấy ngày? Em chia tay 30 tháng 4. Rồi sáng 2 tháng 5 quen lại. Thì đó, tại vì 30 tháng 4 một năm em mới đi hát đúng không? Em đi show đi hát thôi, sẵn vậy chia tay luôn. Đó rồi qua tới ngày kia là hết show rồi. Quay trở lại đó, tôi biết quá mà. Nhưng trước đó là em đã gồng mình rồi, nói thôi kỳ này là phải cố gắng, không được không được yếu lòng, không được mềm lòng nữa. Cứ nghĩ là mình chia tay là mình quên hết, mình coi như là giải tâm giải điếc luôn. Nó không phải là mùng 1 Tết, mùng 1 hay là 30 Tết á, chứ ra tưởng là từ 30 tới mùng 1 ông tưởng chia tay 2 năm. Ông tự mặc định á. Tụi em chia tay nhau tới 2 năm lận. 2 năm. Em chia tay từ đêm 30 Tết qua tới mùng 2 Tết mới quen lại. 2 năm. Nhưng mà đi về lại nói với em á là tôi chia tay cho mấy người biết á, cái chữ chia tay không phải dễ nói ra đâu. Xong rồi bỏ đi 2 ngày không liên lạc gì luôn. Có nghĩa là ông tự nói rồi, ông tự diễn giải rồi, dạ, ông tự tự hào. Không dạ, phải đúng. Chị, tại vì trước đó là bé này vợ em á là chia tay với em nhiều lần lắm. Lý do thì sao em chia tay? Đòi chia tay với em hả? Đòi chia tay với em tức mà chị. Chia tay tại vì em đào hoa. Nhiều fan có những lần chia tay vì lý do đó không em? Nhiều lắm anh. Fan nữ cứ mò tới. Nhưng mà ổng có chủ động, ổng có đáp lại. Ổng cũng trả lời với người ta nữa. Mong em tới là em chặn Zalo, em chặn Facebook, em chặn hết. Lấy Zalo của em chặn liền. Xóa kết bạn, chặn luôn. Đó, làm trước, đánh phủ đầu trước liền. Nhưng mà em về em cũng gây ổng. Là sao rồi về bắt đầu bị giận hờn gây rồi đòi chia tay chia chân đồ đúng không? Dạ. Chia tay lâu không? Dạ cũng 2-3 ngày. Chia cho vui vậy thôi chứ chia gì. Chia tới 2-3 ngày. Bên đây chia là chia dằn mặt, bởi vì bên đây ta cũng dằn mặt lại. Thôi thật ra cái đó anh nghĩ đó không phải là sóng gió, không có biến cố gì đâu. Nó là những cái gợn nhẹ thôi. Bây giờ tụi em đã vượt qua được rồi. Dạ. Đó, bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi, có em bé 3 tháng rồi. Thì bây giờ mình qua cái phần thứ nhì đi. Coi như đại hội vạch mặt đó. Vui tật xấu. Những thói hư tật xấu nào còn tồn tại, mình nói ra để mình mong muốn chồng mình, vợ mình thay đổi, để gia đình mình hạnh phúc hơn. Anh nghĩ là bắt đầu từ em đi, người phụ nữ chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều sóng gió, chịu nhiều sự chia tay dài ngày. Không chịu nhiều, chịu nhiều những cái áp lực và ghen mà không có nói được á, là tại vì chồng mình đào hoa quá. Nhưng mà giờ bây giờ đâu có bắt gặp được cái chứng cớ gì, đâu có nói được. Dạ. Tự ghen thôi. Rồi đó, bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì nhiều tật xấu lắm. Nhất là ở dơ. Cười gì? Ông mắc cười không quá. Ở dơ đâu. Đàn à. Ông á là hết 80% là bà vợ. Miệng nói ra cái là ở dơ nè, bừa bộn nè, bê bối nè, cẩu thả nè. Trời, vậy là hên quá, vậy là không phải có mình anh. Không rồi, ở dơ nè. Em năn nỉ đi tắm mình như con em vậy á. Buổi sáng là dậy tắm, kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng, còn tối về thú quắc bắt em hửi vậy á. Đó là không chịu tắm. Quan điểm sống của anh ấy một ngày tắm một lần, tiết kiệm nước cho gia đình không và cho xã hội. Chị ở dơ sống lâu chị ơi, thiệt đó, thấy chưa? Khi nào 1-2 ngày không tắm luôn. Lâu lâu cũng có nữa. Em giặt đồ em phát hiện, em hỏi thì kêu tắm rồi, xạo. Tắm rồi sao không thấy áo quần? Mặc lại, trời ơi trời. Trời ơi trời, lòi tiếng Huế luôn rồi kìa. Dạ. Người ta bức xúc dữ lắm, ta mới lòi tiếng dùng miền của người ta đó. Rồi sao nữa, sao nữa, có cái tật gì nữa không? Hay là quên, hay quên lắm. Thí dụ như em nhờ tối nay em tan ca là 5:30, anh lên anh chở em nha, 6:30 gọi điện, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Quên vợ trời luôn. Ơi quên luôn chị. Thì cũng phải 5 ngày xin lỗi đó chị. Trời ơi chứ sao nữa. Xin lỗi liên tục luôn. Bây giờ mấy cái tháng mà em ở cử, em đẻ á, thì em không có quản lý ổng được. Còn bình thường em đi theo là như là ô sinh vậy á. Tại vì đi mà để đồ ở đâu là quên ở đó. Có khi mất luôn nữa. Dạ. Vợ mà còn quên nữa không chị đồ. Rồi có nóng tính không nè, có nóng tính không? Dạ cọc lắm chị.
cọc tính. Bình thường rất là vô tư và hiền hậu, thánh thiện lắm, rất là hài hước. Đúng rồi, dễ thương. Mà nhưng khi mà đủ chuyện vô là rất là nóng tính, rất là đúng không? Nhà em là làm giàu cho dê chai dữ lắm, may đập đồ và cứ cọc lên cái là bay một cái bàn phím. Trời ơi, sao mà chi phí quá vậy? Tính ra mà nếu mà em mà không có tính đó là giờ là em chắc phải mấy căn nhà lầu á. Trời ơi, nó đập đồ không mà nó sắm nhà lầu đó. Trời ơi trời. Tại bàn phím em mua, tại vì em là xài là em hay là dân chơi game cho nên là bàn phím với chuột em mua toàn đồ mắc mắc không à. Mà thường em vẫn vấn đề gì mà em đập? Cũng ghen, là ghen. Cũng là ghen. Là cái kiểu mà cứ thấy người ta nhắn tin là quy là quy chụp là ghen. Mà nói hoài à. Rồi có kiểu nữa im lặng. Sáng nay kể thật xấu của cô ấy không đi? Đúng rồi. Đó, im lặng lắm chị. Tức là hay im lặng ở đây có nghĩa là giận mà không chịu nói đúng không? Giận cái gì nè, buồn cái gì, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện em hay là buồn chuyện gì cũng không chịu nói. Mà cái tính em nóng nữa, cái gì mà bị cái gì là phải giải quyết liền. Phải giải quyết liền. Chứ không có để hoàng mai bực bội lắm. Đó. Rồi có gì nữa? Soi. Em lên sân khấu em hát hay ai cũng khen á, xuống bả chê. Thiệt luôn chị, nhiều lúc mà em muốn bỏ hát luôn chị. Chê nhỏ tự kỷ luôn á. Chê tự kỷ luôn chị, tủi thân lắm chị. Nè nha, hôm nay ông hát bể hai chỗ nha. Không ai biết hát thôi. Hát lộn lời nữa. Rồi ha, hát sai lời ha, quên lời. Cái đó là tao quan tâm sâu sắc. À, và góp ý. Nhưng mà góp ý. Nhưng mà cái tỷ lệ khen nó nhiều hơn nó ít hơn tỷ lệ chê. Nghĩa là chị. Góp ý không đúng lúc, đúng là điểm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình thay đổi thôi. Xuống là đang lân lân trong chiến thắng thì cứ ôm cứ hung cái đi, trời ơi, chồng mắc hay quá, nó giọng chồng ngọt ngào á. Mà anh ơi, như nãy em nhớ là anh có bị hát lộn lời cái này. Đó. Dạ. Thấy chưa, em đã nói rồi, lo học lời đi, không chỉ cứ chơi game hoài. Trời ơi, ví dụ chị Dân nhắc là em nhớ nữa thiệt luôn. Cái vụ mà hung với lại cái vụ mà vậy ha, không bao giờ có nha chị. Thế nó hết luôn rồi hả? Không có hung nữa hả? Không lãng mạn. Không bao giờ lãng mạn được chị. Thiệt. Ngày xưa hả, em lúc nào em cũng nào cũng hay bắt đầu suy nghĩ nha. Lên mạng học quá chị, câu lãng mạn đồ, tỏ tình đồ. Nổi da gà chị. Bị nổi da gà. Thiệt. Rồi hả, đi mua quà nha. Trời, hôm nay mua gì vậy? Tốn tiền. Không mặc. Mua hai cái đầm. Không mặc. Trời, riết nóng luôn. Lấy đầm ra cắt luôn chị. Vậy đó hả? Tính em nghe nóng mà. Thấy hai vợ không có bếp xài, bỏ tiền ra mua hai bếp cũng gọi là cua mà. Trời ơi, mua cái bếp chi vậy, nhà có bếp lửa rồi, mượn người ta cũng được. Em không muốn giờ em thay đổi gì đó. Trong những cái điều mà em kể ra, cái gì em cũng muốn thay đổi hết thiệt. Lâu lâu cho anh lãng mạn chút chứ để hả gồng quá rồi riết. Tức là khi anh lãng mạn đừng mọc ốc đó, em phải nói cụ thể vậy đó. Khi anh lãng mạn hãy hưởng thụ đi, đừng có bị mọc ốc. Thưởng không chịu hưởng thụ chị. Thiệt. Còn em muốn chồng thay đổi gì? Em muốn chồng là bớt ở dơ lại, bớt chơi game lại. Muốn hai điều đó thôi. Dạ. Cái kể cho nghe mới. Giống cái vụ bếp á, anh Tuấn Anh nhà chị á, ông mua về cho chị những cái bếp nướng á. Dạ. Chị cũng, trời ơi ông xã, ôi em cần này dữ lắm luôn, nướng này ngon lắm luôn nè, này kia. Ôi thích quá à. Mình chưa kịp cái gì hết trơn á, qua ngày hôm sau ông mua thêm hai cái nữa. Trời đất ơi, chị mình khen khen đó. Nó mua thêm hai cái nữa. Rồi xong đó bắt đầu chị mới phải nói là anh ơi, nhà mình cũng có hai cái trước rồi á. Có nghĩa là ông mua rồi mà không nhớ. Hết thảy là 5-6 cái á, xong phải đem đi cho mọi người này kia nọ, để lâu nó cũng hư. Không mà thì mà theo kiểu mà chồng chị em, có khi em cũng vậy luôn á, tại lúc đó em mừng quá mà tiện thấy vợ. Đó. Không mà thấy vợ lãng mạn được em mừng quá mà là đó. Cái gì em cũng quên hết là em đi mua liền thì luôn. Thông qua câu chuyện này chị mới nói một số, mình không thể nào không lãng mạn với chồng được, mình cũng không thể nào mà mình khô khan với chồng mình được. Tại vì cái người đàn ông á, khi mà những cái gì họ làm được, họ rất cần một cái người để hưởng thụ cái điều đó. Mà cái người đầu tiên họ muốn đó là vợ mình. Cái đó thực sự là như vậy. Sau đó đến cha mẹ mình, nếu có con thì sẽ là con, rồi đến bạn bè. Bạn bè là sau cùng á. Ngược lại đó Quỳnh, vợ em bây giờ đang trong cái giai đoạn hậu sản, phải là một năm nữa thì vợ em mới ổn định về tâm sinh lý. Thành ra bây giờ ví dụ như có những cái lúc mà hơi cập cằn chút hoặc là mệt quá không muốn lãng mạn thì em phải thông cảm cái điều đó. Qua một năm sau bắt đầu á, em mở lại cái số này á, em mở lại cái số này trên YouTube cho vợ coi, nói nè vợ, đúng năm rồi ha, bây giờ là vợ hết cái thời kỳ mà hậu sản rồi. Vợ làm ơn á, vợ thay đổi những cái điều mà anh mong muốn đi. Em hiểu cái gì không? Hiểu, là hiểu, ok. Rồi, coi như đây là một quà kỷ niệm. Kinh nghiệm liền. Kinh nghiệm liền. Với tất cả những kinh nghiệm của Triệu Vân vừa chia sẻ ra, anh hy vọng là hai em ứng dụng vào trong đời sống được ngày. Và chắc chắn rằng là hai em sẽ gặp càng nhiều niềm vui. Cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ. Cảm ơn em.